Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Sáng hôm nay thứ ba 22 tháng 10 năm 2024, chúng ta cùng nhau học hỏi 5 câu danh ngôn. Sáng thứ hai thứ ba 22 tháng 10, giáo hội cũng mừng lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Với cá nhân con thì cũng rất là ngưỡng mộ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, một người yêu mến xã hội, yêu mến giới trẻ. Và đặc biệt là nói đến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là nói đến một vị giáo hoàng yêu mến mẹ Maria. Và khi ngài đi thăm Đức Mẹ Fatima vào ngày 13 tháng 5 thì chúng ta biết rằng là một người đã ám sát ngài. Thế nhưng mà Đức Giáo Hoàng đã được cứu. Và sau khi tỉnh dậy thì ước nguyện đầu tiên của ngài là đi thăm cái người đã ám sát mình. Và cuối cùng thì Đức Giáo Hoàng cũng đã thăm được cái anh chàng này. Khi đến thăm cái người và ám sát ấy, thì anh ta cũng cảm thấy rất là lạ lùng là tại sao ngài còn sống. Thế thì qua cái điều này cho chúng ta thấy rằng là sống chết trong tay Chúa. Khi chúng ta đau ốm bệnh tật, ngay cá nhân con cũng vậy, đau ốm bệnh tật thì chúng ta cũng sợ chết. Đau ốm bệnh tật thì cũng cứ sợ chết. Thế nhưng mà xin cho chúng ta cũng thêm niềm tin. Sống chết trong tay Chúa, khỏe thì cũng phụng sự Chúa, và bệnh tật thì cũng phụng sự Chúa. Rồi giờ đây chúng ta học hỏi 5 câu danh ngôn. Câu danh ngôn thứ nhất là của Đức của vị Thánh Từ Đạo Việt Nam, Đức Cha Y. Đây là một Đức Cha người nước ngoài truyền giáo tại Việt Nam và chết tại Việt Nam. Quan nói với Đức Cha Y, ông có thể tự vẫn, tức là tự tử đó, như những người dũng cảm vẫn thường làm. Đức Cha Y trả lời, chúng tôi không được tự vẫn vì đó là trọng tội. Nhưng nếu vì đạo mà quan truyền giết tôi thì tôi vui mừng khôn xiết kẻ. Tức là chúng tôi không được tự tử bởi vì sự sống Chúa ban, chúng tôi không có quyền mà hủy hoại cái ơn Chúa ban, đó là sự sống. Thế nhưng nếu vì đạo mà quan truyền giết tôi thì tôi vui mừng. Vui mừng xiết kẻ. Thế thì với câu trả lời này cho thấy rằng là các thánh từ đạo là những người yêu mến Chúa, yêu mến Chúa, yêu mến Chúa hơn cả mạng sống. Yêu mến Chúa hơn cả mạng sống. Và tình yêu ấy được thể hiện qua việc là luật của Chúa thì luôn luôn thi hành. Chúa dựng nên con người và con người không có quyền hủy hoại sự sống mà Thiên Chúa ban cho con người. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái vấn đề phá thai nó trở thành cái gì đó, nó giống như là nó rất là tự nhiên. Thì đây cũng là một cái điều nó cũng khá là nguy hiểm. Khi người ta phạm tội mà người ta lại cảm thấy đó là một cái điều rất là tự nhiên. Còn Đức Cha Y là thà chết chứ không phạm tội. Đặc biệt là chúng tôi không thể tự vẫn, chúng tôi không thể phá thai, chúng tôi không thể giết người vì sự sống là của Chúa. Nhưng nếu vì đạo mà tôi phải chết, nếu mà vì đạo mà quan truyền giết tôi thì tôi cũng vui mừng đón nhận. Bởi vì tôi sẵn sàng chết vì đạo, Đây là một câu nói, cũng là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Xin cho chúng ta đi theo Chúa, chúng ta dám hy sinh. Đi theo Chúa, chúng ta dám hy sinh, và hy sinh cả mạng sống như là các thánh từ đạo. Rồi câu danh ngôn thứ hai của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mà chúng ta mừng lễ ngày hôm nay 22 tháng 10. Thiên Chúa dựng nên chúng ta vì niềm vui. Thiên Chúa là niềm vui và niềm vui sự sống phản ánh niềm vui của bạn. Niềm vui ban đầu đã có nơi Thiên Chúa khi dựng nên chúng ta. Thiên Chúa dựng nên chúng ta vì niềm vui. Vì thế chúng ta sống thì cũng hãy sống diễn tả niềm vui của Chúa. Thiên Chúa dựng nên chúng ta vì niềm vui. Thiên Chúa là niềm vui. Và niềm vui sự sống phản ánh niềm vui ban đầu đã có nơi Thiên Chúa khi dựng nên chúng ta. Thiên Chúa dựng nên chúng ta là vì niềm vui. Thiên Chúa cũng là niềm vui. Vì thế nếu chúng ta sống ân nghĩa với Chúa thì chúng ta cũng luôn luôn có được niềm vui. Và niềm vui cụ thể trước tiên giống như mẹ Teresa nói đó, hòa bình bắt đầu từ nụ cười. Xin cho chúng ta, cuộc sống này thì vui buồn nó là chuyện bình thường. Thế nhưng mà dù buồn đi chăng nữa thì chúng ta cũng luôn luôn trao niềm vui cho những người khác. Giả như chúng ta gặp chuyện buồn thì chúng ta giống như cũng có một câu danh ngôn dạy cho tất cả chúng ta này. Nếu như cuộc đời cho chúng ta 100 nỗi buồn thì chúng ta cũng cho cuộc đời thấy cả ngàn nỗi niềm vui. Nếu giả như chúng ta đang gặp chuyện buồn thì chúng ta cũng hãy tìm kiếm những niềm vui. Ngày hôm qua thì con đi Tây Ninh mấy ngày thì trời nắng rồi, nói chung tùm lum tà la, cho nên rồi về nhà
Thế về đến nhà bắt đầu mới thấy nó mệt, nó lừ đừ, nó cảm, nó sốt. Thế thì trong cái lúc bệnh thì nó cũng hay chán. Thế nhưng mà ngày hôm qua thì trong cái lúc bệnh như vậy, con nói trời ơi, mình làm việc này, mình làm việc kia cho Chúa, thì tại sao mình không đón nhận một chút đau khổ với Chúa? Con cũng nghĩ cái điều đó, mà khi nghĩ cái điều đó thì con lại cảm thấy rằng là ok, không có vấn đề gì cả. Dù sao đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có tiền để uống thuốc. Con nhớ là khi kia con đi qua Campuchia đi thăm các bệnh nhân đó, mà các bệnh nhân nghèo với bệnh đi với nhau. Thế thì bà Sơ bà cũng có chia sẻ với con, bà nói rằng là ở đây chúng con các bệnh nhân bệnh nhưng mà không có thuốc cha. Còn nếu như ở Việt Nam hay là ở những người khác bệnh thì cũng là buồn đấy, nhưng mà dù sao vẫn còn có viên thuốc để mà uống, có còn bác sĩ để mà điều trị. Còn ở đây chúng con bệnh không có thuốc, không có bác sĩ. Thế thì có lẽ là trong những lúc chúng ta đau bệnh, trong những lúc chúng ta buồn, trong những lúc chúng ta đau khổ, chúng ta hãy nghĩ đến những cái hoàn cảnh đau khổ. Thế thì những người đó người ta vẫn sống, và thậm chí là người ta vẫn còn phụng sự Chúa. Thì chúng ta bệnh nhưng mà chúng ta còn có thuốc, còn có bác sĩ, mà lại chúng ta lại còn buồn hơn những cái người bệnh không có thuốc nữa, thì chúng ta cũng thật là chúng ta rất là yếu đuối ha. Chúng ta được Thiên Chúa dựng nên bởi niềm vui, Thiên Chúa cũng là niềm vui. Và chính vì thế sự sống của chúng ta được diễn tả niềm vui ngay từ thuở ban đầu. Thiên Chúa là niềm vui, và niềm vui sự sống phản ánh niềm vui ban đầu đã có nơi Thiên Chúa. Nếu chúng ta sống ân nghĩa với Chúa thì chúng ta luôn luôn có được niềm vui để trong cho chính mình, cho tâm hồn mình, và niềm vui trao ban cho người khác. Rồi câu danh ngôn tiếp theo, con người được dựng nên do tình yêu để con người sống cho tình yêu. Đây là câu nói của Thánh nữ Teresa Catarina Siena. Con người được tạo dựng, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II thì nói rằng chúng ta được dựng nên bởi niềm vui, bởi vì Thiên Chúa là niềm vui. Dĩ nhiên tình yêu với niềm vui nó cũng là một. Và Thánh nữ Catarina Siena thì nói rằng là con người được dựng nên bởi tình yêu, Thiên Chúa là tình yêu, để con người sống cho tình yêu. Chính vì thế chúng ta hãy tập yêu Chúa, tập yêu anh chị em và tập yêu bản thân mình. Yêu bản thân mình tức là làm sao? Thứ nhất, chúng ta yêu bản thân mình tức là chúng ta cố gắng hoàn thiện bản thân mình, thăng tiến bản thân mình. Chúng ta yêu bản thân mình tức là chúng ta cũng đón nhận mình có những cái tích cực và cũng còn có những cái thiếu sót. Và khi chúng ta đón nhận những cái tích cực, đón nhận những cái thiếu sót của chính mình thì chúng ta không có tự ti, không có mặc cảm, không có oán trách, nhưng mà chúng ta cũng biết cầu nguyện, biết thăng tiến, để rồi cái gì tốt thì sẽ tốt hơn, cái gì chưa tốt thì chúng ta biết thì chúng ta hoàn thiện. Chẳng ai có thể vượt qua được những cái yếu đuối, những cái khó khăn khi người ta không biết. Chúng ta đi đường, phải không? Người ta nói vấp ngã không quan trọng, nhưng mà cái điều đáng buồn là vấp ngã hai lần cùng một chỗ. Đó, tức là khi chúng ta đi đường gặp một cái ổ gà, chúng ta ngã. Và chúng ta biết rằng đây là cái ổ gà, cái nơi mà rất là nhiều người bị ngã, để rồi lần sau chúng ta mới tránh đi. Thế thì chúng ta yêu bản thân mình để rồi tức là chúng ta biết những cái tích cực của bản thân mình, chúng ta biết những cái yếu đuối của bản thân mình, để rồi cái tích cực thì chúng ta sẽ chuyển nợ, còn những cái khiếm khuyết thì chúng ta hoàn thiện bản thân mình, thăng tiến bản thân mình. Thiên Chúa dựng nên chúng ta bởi tình yêu, vì thế chúng ta hãy sống cho tình yêu. Chúng ta hãy tập yêu Chúa và tập yêu anh chị em, yêu bản thân mình. Yêu anh chị em có việc chia sẻ với họ, yêu bản thân mình có việc hoàn thiện bản thân, và yêu mến Thiên Chúa có việc thờ phượng. Rồi câu danh ngôn thứ tư, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 98 năm 2024, đó là hãy đi và mời gọi mọi người đến dự tiệc. Đây là trích từ Matthew chương 22 đến câu 9. Hãy đi và mời gọi mọi người đến dự tiệc. Tối hôm qua thì có một bà cụ 80 tuổi ở bên Mỹ gọi điện thoại cho con, thì bà nói cha ơi, niềm vui và hạnh phúc của cả cuộc đời con đó là tham dự thánh lễ và rước mình mau Thánh Chúa. Và khi tham dự thánh lễ thì chúng con được lắng nghe lời Chúa. Và con cũng rất muốn là nhiều người cũng có được cái niềm vui này. Thế thì sứ điệp truyền giáo của năm nay, Đức Giáo hoàng Francisco mời gọi tất cả chúng ta là hãy đi và mời gọi mọi người đến dự tiệc cưới vào đạo, tức là vào dự tiệc. Vào đạo là vào dự tiệc. Xin cho chúng ta cũng cảm nhận được cái điều này. Chúng ta biết Chúa
chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta vào đạo là chúng ta đang được dự tiệc rồi. À, cái tiệc mà chúng ta dự hàng ngày đó là chúng ta được lắng nghe lời Chúa như là cái món ăn hàng ngày. Chúa Giêsu cũng đã nói lương thực nuôi sống thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Thì chúng ta cũng vậy, lương thực của chúng ta là lắng nghe lời Chúa mỗi ngày. À, tối hôm qua thì có một chị nhắn tin cho con, thì bảo cha ơi, con biết chắc hôm nay cha mệt lắm nên là giờ này là 8 giờ tối rồi vẫn chưa thấy cha chia sẻ lời Chúa. Nhưng mà con biết chắc là nếu có thể là cha đã chia sẻ ngay rồi, bởi vì cha rất là yêu mến lời Chúa. Thì thật sự thì con cũng có thể nói như vậy. À, con cũng được cái ơn là yêu mến lời Chúa nên là con cũng cảm thấy hôm nào mà không có chia sẻ lời Chúa là nó rất là thiếu. À, tối hôm qua thì nó cũng hơi mệt, nhưng mà thôi con nói thà là mình nghỉ một chút để khi mình nó khỏe mình chia sẻ lời Chúa thì nó sẽ thoải mái hơn. Chứ còn mình đang nó trong cái lúc nó hơi mệt mà mình chia sẻ thì có thể nó sẽ nặng nề, nên là con cũng nằm nghỉ ngơi rồi cho đến 9 giờ tối thì con thấy nó cũng tương đối ok để con chia sẻ lời Chúa tối hôm qua. Lời Chúa tối hôm qua thì Chúa Giêsu dạy chúng ta có hai cái bài học, nó cũng rất là đơn giản. Thứ nhất là Chúa gõ cửa thì chúng ta mở. Chúa gõ cửa thì chúng ta mở. Một người nghèo ăn xin gõ cửa xin tiền thì chúng ta cho. Chúa gõ cửa thì chúng ta mở. Cái thứ hai là đầy tớ nào khi mà Chúa đến mà thấy đang làm những cái việc Chúa trao thì thật phúc cho người đầy tớ ấy. Thì ngày nào chúng ta cũng cố gắng làm một cái việc gì đó cho Chúa. Mỗi ngày chúng ta làm một việc cho Chúa. Thế thì sứ điệp truyền giáo của năm nay đó là hãy đi và mời gọi mọi người vào dự tiệc. Vào đạo là vào dự tiệc. Nơi đó chúng ta được lắng nghe lời Chúa như một bữa tiệc. Nơi chúng ta được rước mình máu thánh Chúa. Nơi đó chúng ta được đồng bàn với anh chị em. Hãy đi và mời gọi mọi người vào sự tiệc. Mời gọi người ta vào đạo tức là mời gọi người ta vào dự tiệc đồng bàn với chúng ta. Trong đó được tiệc lời Chúa, tiệc thánh thể. Và chắc chắn là khi được vào với một cộng đồng yêu thương thì cũng được chia sẻ. Nói gì thì nói chứ chúng ta sống trong một giáo xứ chúng ta được nâng đỡ nhiều chứ. Sáng thứ bảy vừa rồi con với cha Anton đi thăm những người lương dân. Cha Anton ngày cũng nói thẳng luôn. Nếu như đi thăm viếng những người trong giáo xứ là hàng tháng thì người lương dân 3-4 tháng mới được một lần. Thế thì dù sao đi chăng nữa thì khi chúng ta vào đạo, chúng ta sống trong một giáo xứ chúng ta cũng được nâng đỡ nhiều hơn so với những người dân ngoại. Chính vì thế mà xin cho chúng ta cảm nhận được chúng ta là người có đạo. Vào đạo là vào dự tiệc. Đến nhà thờ là vào dự tiệc. Đến nhà thờ là vào dự tiệc. Tham dự thánh lễ, tham dự những buổi cầu nguyện là vào dự tiệc. Hãy đi và mời gọi mọi người vào dự tiệc. Câu này rất là hay. Hãy đi và mời gọi mọi người vào dự tiệc. Rồi câu danh ngôn thứ tư, câu này của Thánh Gregorio cả. Ngay cả khi không có quyền lực trong tay, tâm trí con người vẫn hướng chiều về sự kiêu căng. Thế thì khi có quyền lực nâng đỡ họ còn tự đại đến đâu nữa. Quyền lực và kiêu ngạo, quyền lực và kiêu ngạo. Khi người ta có quyền lực, khi người ta ham quyền lực cũng là lúc người ta kiêu ngạo. Thế thì Thánh Gregorio cả nói rằng là ngay khi người ta không có quyền lực nào cả, không có một cái chức cái tước gì cả, người ta vẫn cứ nghiêng về cái sự kiêu ngạo. Thế thì khi người ta có quyền thì người ta còn kiêu ngạo là dễ lắm. Thế thì quyền lực và kiêu ngạo, mà kiêu ngạo nó cũng là ma quỷ. Kiêu ngạo nó tức là chúng ta coi mình là Chúa, coi mình hơn người khác. Kiêu ngạo thì không thể nào mà yêu thương được. Thế thì ngay khi người ta không có quyền lực thì người ta cũng vẫn nghiêng chiều về cái sự kiêu ngạo. Nếu mà có thêm quyền lực nữa thì người ta còn kiêu ngạo dường nào nữa. Trong nhà dòng của chúng con thì vẫn cứ nói rằng là bình thường thì rất là hiền dịu. Thế nhưng mà khi trao quyền, trao tiền cho thì lúc đấy thì có thể bản chất người ta nó mới lộ ra. Đời tư của anh em chúng con thì cũng vậy. Mới vô nhà dòng không tiền, không bạc, không quyền thì nó là khác. Nhưng mà khi ra trường rồi trao quyền, rồi cũng giữ quỹ này, quỹ kia thì người ta có thể khác. Thôi thì mỗi người có những cái chọn lựa. Nếu chúng ta chọn lựa tiền bạc, danh lợi thì chúng ta đi theo thế gian. Còn nếu chúng ta đi theo Chúa thì chúng ta cần Chúa chứ không phải cần những cái quyền lực, những cái tiền lợi, những cái của cải của thế gian này. Ngay cả khi không có quyền lực trong tay, tâm trí con người vẫn hướng chiều về sự kiêu căng. Thế thì khi có quyền lực thì họ còn kiêu căng là dường nào. Đó là năm câu danh ngôn chúng ta học hỏi sáng hôm nay. Con xin được lặp lại nhé. Câu danh ngôn thứ nhất của Đức Cha Y, vị Thánh Tử Đạo Việt Nam. Khi ông Quan ông nói là ông có thể tự vẫn,
Thì Đức Chúa Y trả lời là chúng tôi không tự vẫn, bởi vì đó là luật Chúa không cho chúng tôi tự vẫn. Nhưng nếu vì đạo mà chúng tôi phải chết thì chúng tôi sẵn sàng. Thế thì điều này cho chúng ta thấy là thứ nhất là các thánh tử đạo là những người tuân giữ luật của Thiên Chúa. Và cái điều thứ hai, các thánh tử đạo là những người dám hy sinh cho Chúa, hy sinh cả mạng sống, chứ còn 5-3 triệu thì ăn thua gì. Cả mạng sống mà họ còn có thể. Câu danh ngôn thứ hai của Đức Thánh Gioan, Gioan Phaolô 2, Thiên Chúa dựng nên chúng ta bằng niềm vui. Thiên Chúa là niềm vui. Vì thế sự sống của chúng ta phản ánh niềm vui của Chúa. Nếu chúng ta là những người sống trong ân nghĩa với Chúa, thì chắc chắn chúng ta luôn luôn có niềm vui để chia sẻ cho nhau. Câu danh ngôn thứ ba của Thánh Catarina Siena, Thiên Chúa là tình yêu và con người được dựng nên bởi tình yêu để sống cho tình yêu. Chúng ta hãy tập sống yêu thương, yêu Chúa, yêu mọi người và yêu bản thân mình để hoàn thiện bản thân mình. Câu danh ngôn thứ tư là câu chủ đề của ngày truyền giáo thế giới, đó là hãy đi và mời gọi mọi người vào dự tiệc. Hãy đi và mời gọi mọi người đến dự tiệc, vào đạo là vào dự tiệc, vào đạo là vào dự tiệc. Và câu danh ngôn thứ năm, ngay cả khi không có quyền lực trong tay, tâm trí con người vẫn hướng chiều về sự kiêu căng. Nên là kiêu ngạo là một con quỷ rất rất lớn, và tất cả chúng ta đều luôn luôn là ít nhiều có cái sự kiêu ngạo. Mà khi chúng ta kiêu ngạo thì chúng ta khó mà thờ phượng Thiên Chúa. Khi chúng ta kiêu ngạo thì chúng ta cũng rất khó để phục vụ anh chị em, nhất là những người nhỏ bé. Kính thưa cộng đoàn, đây là năm câu danh ngôn chúng ta học hỏi sáng hôm nay. Và hôm nay cũng là ngày vui của con, hôm nay là ngày sinh nhật 52 tuổi của con. Và ngày mai là con bước vào tuổi 53. Và dĩ nhiên gọi là tuổi mụ là 54 rồi. Thế thì trong ngày hôm nay thì xin quý cụ với ông bà cùng tất cả anh chị em chia vui với ngày sinh nhật đơn sâu của con, cũng chẳng có tiệc tùng gì cả. Nhưng mà con xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho con. Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện đặc biệt cho con trong ngày sinh nhật. Con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.